Alo, xin chào anh em nhé. Nay mình tiến hành gọi là sửa lại cái loa cọc kéo này. Cái loa cọc kéo này nó có cái mạch công suất này nó không có đủ công suất để mở công suất để hát nhé. Công suất mà hát to là nó bị vỡ tiếng, bị rè rè, công suất quá yếu. Đấy. Nay mình tiến hành độ lại, thay lại cái bo công suất mới nhé. Đấy, cái này là cái loa cọc kéo bát 40 này, một tép, một trung, loa ba đường tiếng nhé. Đấy. Cái phỉ này nó không được hay lắm, hát nó cái echo nó không được ngọt. Độ lại cái vị khác, vì echo có reverb luôn nhé. Còn cái vị cũ này của nó không có reverb, công suất thì quá yếu. Sẽ tháo hết ra và tiến hành độ lại nhé. Đây mọi đây là cái ruột gan của cái mạch cũ này. Công suất thì quá yếu mà cục biến áp nguồn thì quá nhỏ này. Đấy, người thấy không? Không đủ lực để hát. Mình sẽ thay một cái bo mới chất lượng hơn nhé. Đây mọi người, đây là cái hộp có cái bo mới là mình mua về nhé. Mở cho mọi người xem. Đó, mọi người nhìn thấy không? Đây là cái bo mới này, bo này bo đứng nhé. Đó, đây. Mọi người thấy biến áp xuyến này, lớn này. Về công suất lớn này, con này chạy 8 sò nha mọi người. Còn cái vỉ cũ của nó chạy có 2 sò, đó, con này chạy tới 8 sò, có reverb, echo mượt mà nha mọi người. Mình sẽ thay cái này vào. Đây nha mọi người thấy không? Đấy, hai cái vỉ này. Đấy, thấy không? Một cái vỉ nó to, nó dài hơn này. Đó. Cái vỉ dài này thì mình sẽ phải sửa lại thùng nhé, khoét lại lỗ thùng và đóng lại ván khác thì mới ráp được cái mạch công suất lớn này nha mọi người. Đó. Chứ cái mạch cũ của nó là mọi người thấy. Đó. Nó nhỏ hơn rất nhiều. Nhỏ hơn đến 10 phân chiều dài. Cho nên là phải khoét lại cái thùng như là hơi lâu nha mọi người. Mình đợi cái mỏ hàn nó nóng lên là mình gỡ cái la chét la chung ra để tháo hết mạch ra để sửa nhé. Sửa thùng. Đây là cái loa trung 16 nha mọi người. Còn đây là cái tép kèn này.
Cáo này đã ráp hoàn thiện rồi nha mọi người. Đó. Trời trời tối cho nên là quay nó không được sắc nét lắm nha. Đó. Nay mình sẽ test nhạc và thử cái mic xem nó thế nào nha. Mình ra cắm dây nguồn này. Bật lên để thử kết nối Bluetooth này. Để mình kết nối Bluetooth. Và mình đã kết nối Bluetooth rồi nhé, mở nhạc nữa này. Mình thay cái mạch mới này nó có cả dì vợt nha mọi người. Đó, mọi người nhìn thấy chữ dì vợt không? Bây giờ karaoke mà không có dì vợt là không hay nhé. Bây giờ là người ta ưa chuộng dì vợt hát rất nhiều. Có cả EQ, nên EQ 4 góc độ này. Để mình thử dì vợt cho mọi người xem xem. Alo. Cái này là có dì vợt này. Để mình tắt dì vợt này. Đó nó. Alo. 1 2 4 5 6. Tắt dì vợt đi thì cái ô đi châu cái đi đây. Có dì vợt thì nó sẽ tạo được cái ống vang cho người. Mà dì vợt. Cái mạch này nó hay ở cái chỗ là mình mở volume đâu thì đèn báo số đấy nhá, nó báo đó, gọi là 8 9 10, nút nào cũng vậy nhá. Đó. Cái này là guitar này, không có này. Đó. Bạn nút nào nó cũng nhảy số nhé. Alo. 1 2 4 5 6. Mình còn với con vít của cái mạch lá kéo cho bắn xong nhé. Thế mình bắn nút. Mình mới bắn tạm có 4 con thôi. Alo. 1 1 2 4 5 6. Đó, mọi người nghe thấy. Mạch này rất hay. Hát karaoke rất là ngọt đấy nha. Như vậy là mình đã hoàn thiện cái loa của cái nha mọi người, đã thay công suất và thay mic mới, đã hoạt động tốt trở lại nha, nghe hay hơn mic cũ rất là nhiều. Rồi, xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video, chào tạm biệt, hẹn lại gặp lại video sau.